Lên phòng 1, ngay 45. Bằng DBS Scoutic nhá. Em này là S700, lỗi thì mất tiếng sau khi xử lý xong thì bình thường không. Tránh bản quyền cho chút nha. Bây giờ lấy sau của hai của năm còn về. Lấy sau bên. Về toàn bộ công nghệ của dòng DBS 700 này thì mình đã làm chủ hoàn toàn rồi. Tất cả những cái phụ kiện thay thế trên bên bo dòng này thì mình luôn có sẵn. Đây là các máy lỗi mình tiếp nhận về xử lý chữa rất là nhanh mọi người nha. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa dòng vang DBS Scoutic S700 với hiện tượng lỗi mất tiếng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979 486089 hoặc là 0868 59964. Đây là hai số máy của kỹ thuật viên chính mình đảm nhiệm khâu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa và bán hàng. Mọi người cần hỗ trợ liên hệ trực tiếp theo hai số máy mình vừa đề cập trong video. Ngoài cái lỗi mất tiếng thì trên dòng này có thể gặp những lỗi như mất nguồn hoặc là liên nguồn chớp tắt, lỗi không nhận máy tính này, các lỗi khác như lỗi 08, 09, lỗi 10, lỗi 18, 19, 21, 22, 20. Đó. Để mọi người những ai yêu quý kênh nhá thì có thể đăng ký kênh cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông báo để thường xuyên theo dõi và cập nhật được sớm nhất những video mà kênh đăng tải hàng ngày. Ngoài ra thì mọi người có thể truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tìm hiểu tham khảo thêm các video trên kênh. Trên kênh có rất nhiều video về sửa cái dòng vang này rồi. Về toàn bộ công nghệ dòng này thì mình đủ nhá, full đồ. Nên là các cái máy lỗi mình tiếp nhận về làm rất nhanh. Quan trọng là phải nắm đủ công nghệ cũng như là linh kiện thay phải có nhá. Thì mới làm tốt được sửa chữa tốt được cái dòng máy này. Đó thì mọi người có thể truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tham khảo thêm các video. Trên kênh mình có rất nhiều video về sửa dòng vang này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video.